Alo, sao anh? Em tới nơi rồi. Đúng rồi, đúng rồi. Cái gì? Không thể nào nhân nhượng được hả? Dạ, em biết rồi. Để em. Alo. Em không có đi làm cho nên em không có đem đồng phục. Sao? Mặc đồ này hả? Dạ, anh để em giải quyết cho. Mấy vụ này em giải quyết nhanh lắm. Rồi, không thể nhân nhượng hả? Quất luôn. Mình ơi! Mình ơi, mình đâu rồi mình? Mình ơi! Mình à! Mình đâu rồi? Anh Đại, anh Đại! Anh ở đâu? Anh Đại! Có chuyện gì mà em vội vàng quá vậy? Trời ơi, lẹ lên đi, em có tin này hồi hộp lắm. Mình ơi, lẹ lên. Anh Đại, anh sẽ đến ngay. Đây là ở đâu? Anh sẽ đến ngay. Ở đâu? Chết rồi, nghe tiếng mà không thấy người. Có ai thấy chồng em đâu, chỉ giùm em đi. Mình ơi, trời ơi, có chuyện chi mà vội vàng quá vậy? Ừ, nói mình nghe. Em mới đi bác sĩ về. Em đi bác sĩ về hả? Ừ. Rồi bác sĩ có về không? Hả, không có. À, quay bác sĩ ở bệnh viện về đây chi. Ừ, anh biết sao không? Có chuyện gì? Bác sĩ nói à, em bình thường không có gì hết. Rồi, 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 mừng rồi, mừng rồi, mừng rồi. Mà chắc em chết quá mình ơi. Mình chắc em chết quá. Ngồi xuống đi. Chắc em chết, chắc em chết. Thôi, đừng buồn, đừng buồn. Hả? Không có chi phải buồn hết. Con người mà, sống chết có số. Không chết trước thì chết sau. Mình chết trước mình trẻ, mình liệm mạc đẹp lắm. Thấy không? Không có chi buồn hết. Thôi, đây được rồi, để anh nói cho nghe. Dạ. Anh sẽ lòm theo ước nguyện của em. Hồi xưa em nói là em thích hơ ngàn mét đất ở bên quận Bả. Dạ. Bây giờ em sắp chết rồi, anh sẽ mua cho em hơ mét bên quận Bả. Mình nói gì vậy? Mình có lộn không? Em không có chết. Em nói em sắp chết rồi. Không có, em nói là em mệt, em muốn chết. Em mệt thôi. Em mệt muốn chết hả? Dạ. Nú không mà... chỉ cần làm anh muốn chết luôn. Nhưng mà anh ơi, có chuyện chi mà em vội vàng quá vậy? Em đi khám á. Em đi khám à, bác sĩ nói cho em một cái tin này. Bác sĩ mà... nói tiền dây, nói tiền dây. Nói từ từ bình tĩnh. Dạ, không dạ, có dạ, gì dạ, phải vội vàng quá vậy. Bình tĩnh dạ. Dạ. Nói đi, nói. Bác sĩ nói em á là chưa có chắc chắn. Chưa chắc chắn. Đừng có báo cho người nhà. Mà chắc chắn chuyện gì? Chắc chắn chuyện gì? Em nôn quá, báo cho mình biết nha. Đừng có vội vàng quá vậy. Dạ, từ từ để em nói. Rồi, đừng. Mình biết sao không? Em bị trễ 1 tháng rồi đó mình. Mình vui không mình? Mình. Hả? Nói lại một lần nữa, đừng vội vàng quá vậy. Em bị gì? Em bị trễ 1 tháng rồi. Gì? Mình mừng quá hả mình? Ôi, anh vội vàng quá vậy. Hả? Juliet của lòng anh. Romeo của lòng em. Thật là hạnh phúc quá. Chúng ta sắp có con rồi. Ôi, cảm ơn. Cảm ơn ông thằng trứng đã mang trứng tới cuộc đời của em. Ôi, cảm ơn ông thần tạ đã mang sinh lực đến cuộc đời anh. Sau những ngày tháng tập tạ vất vả, ăn cũng tập, uống cũng tập, thậm chí đi toilet anh cũng cầm cục tọa theo. Và cuối cùng, Cảm ơn ông thằng đẻ đã cho chúng ta một đứa con. Ôi, ôi, Juliet. Romeo. Ếch ơi. Hả? Kể từ ngày hôm nay trở đi. Dạ. Ếch không phải lồn chi cả. Cứ nghỉ ngơi, cứ nằm nghỉ, ăn ngập mạc rồi đẻ. Dạ. Em sẽ nghe lời anh. Em sẽ cố gắng ăn đồ bổ suốt 9 tháng 10 ngày. Đúng. Còn anh, em sẽ mua cho anh thật nhiều mì gói để ở nhà. Rồi anh đói là anh cứ
việc ăn thôi. Ôi, 9 tháng 10 ngày xa, em sẽ đẻ cho anh một em bé. Còn anh, sau khi 9 tháng 10 ngày ăn mì lúa, anh sẽ đẻ một con gáo đỏ. Con gáo đỏ dễ thương mà. Romeo. Juliet. Chuyện gì mà em vội vàng quá vậy? Có sự cố. Sự cố gì? Em giặt đồ rồi nhưng mà chưa có phơi. Không, từ ngày hôm nay cho đi, em không phải làm gì cả. Như anh đã nói rồi, cứ nằm nghỉ ngơi, ăn ngập mạc rồi đã. Còn những chuyện khác cứ để anh lo. Em hạnh phúc quá. Chỉ cần có Romeo, chỉ cần có Romeo, không cần cái máy giặt sang vô. Mình thật là hạnh phúc quá. Có một người chồng thương vợ như có vậy. Có ai nhà không? Ai đó? Chào anh. Anh tìm ai ạ? Chào cô. Tôi muốn gặp chủ nhà. Dạ, chủ nhà là tôi đây. Được, nếu cô là chủ nhà, tôi trân trọng thông báo cho cô biết, cô đã trễ một tháng rồi đó. Ủa, tôi trễ một tháng mà sao anh biết? Xin lỗi cô, những lần cô gọi điện thoại tôi tới với cô, tôi đều ghi trong sổ hết. Thành thử ra cái việc trễ một tháng của cô nằm trong hồ sơ của tôi. Ủa gì kỳ vậy? Ủa mà tôi trễ một tháng đâu có liên quan gì tới anh đâu mà anh ghi sổ nữa. Cô đừng nói như vậy. Cái trễ một tháng của cô làm tôi mất công việc làm. Hả? Nếu cô không trễ, cô còn gọi tôi tới lui với cô. Còn bây giờ cô trễ, coi như tôi không được gặp cô. Cha mẹ tôi phải sống như thế nào đây? Hả? Gia đình tôi phải sống như thế nào đây? Trời, cô đã giết cả gia đình tôi, cô biết anh không? Anh bình tĩnh. Để tôi nói rõ ràng cho anh nghe nha anh. Là như vậy nè. Là tôi bị trễ tháng đúng không? Đúng vậy. Dạ. Thì cái chuyện này là chồng tôi biết. Rồi tôi biết. Mà đâu có liên quan gì tới gia đình anh mà. Đâu có liên quan gì tới gia đình anh đâu. Những lời cô nói sẽ làm bằng chứng trước tòa. Hả? Tôi nói cho cô biết, cái chuyện cô trễ một tháng rất liên quan tới tôi và gia đình tôi. Anh làm tôi không hiểu gì hết á. Cô không cần hiểu. Tôi muốn cô giải quyết cái trễ một tháng đó đi. Giải để quyết tôi hả? Có công việc làm không. Trở lại. Mình ơi Mình, Mình ơi cứu em Mình ơi. Anh đây, có chuyện gì mà em vội vàng quá vậy? Khủng bố Mình ơi. Anh đây, có chuyện gì mà em vội vàng? Vội vàng làm chi, trách nhau bạc tình em? Em không hiểu gì hết. Có chuyện gì? Gia đình mình có khách. Chào ông. Tôi đến đây để thông báo là vợ ông đã trễ một tháng. Ủa đây em trễ một tháng mà hắn biết ha nữa. Em cũng biết đó Mình ơi. Xin lỗi ông là gì trong ngôi nhà này? Tôi là chồng. Xin lỗi ông. Những lúc cô ấy điện tôi tới với cô ấy, lúc đó ông không có ở nhà. Cho nên... À, thì ra là cái trễ một tháng là do ông. Ông đừng có chơi cái trò một thằng ăn ốc rồi bắt một thằng đổ vỏ như vậy. Tôi không đồng ý. Hả? Dạ. Ô. Tại đang anh quá đàng hoàng với em. Anh đấu xử anh quá trung thủy. Tại đang em vội vàng quá vậy. Em đánh với người đàn ông này làm cái gì? Không em đánh người đàn ông này làm cái gì? Để bây giờ em một tháng, hai tháng gì hắn biết hết trơn. Trời ơi, em đâu có biết gì đâu. Em giải thích cho anh biết đi. Đừng giấu giếm nữa. Hai người đừng nói nhiều nữa. Cô cũng đừng giấu giếm làm gì nữa. Thì ra là trễ một tháng là do ông ấy. Tất cả đã bị bao vây. Cô chết mẹ ai vậy? Mình ơi, mình. À, anh ơi, em không có gì trong nhà này hết. Em đi trước đi. Nha.
Sao xui vậy? Yêu cầu tất cả không được manh động, bởi vì mọi hành động có thể ảnh hưởng đến cuộc sống của các bạn, biết chưa? Anh ơi, không nên vội vàng quá vậy. Mình ơi, mình có cứ gây thù quán với ai không mà anh sao? Anh đâu có lợm gì đâu mà chỉ bữa nay mà ai vô nhà mình, ai cũng có cái máu mạc ghê quá. Tôi trân trọng thông báo, tôi tha thiết muốn gặp chủ nhà. Chủ nhà đâu? Bước dạ qua đây. Đây đây đây. Dạ tôi. Tôi không có dính líu gì hết nha. Im đi. Không phải tôi hèn, nhưng mà tôi muốn sống nha. Để đó, lát xử sau. Hả? Có luôn hả? Tôi chủ nhà. Chủ nhà đúng không? Đúng. Tôi trân trọng thông báo cho các người biết, hôm nay cái quyền sở hữu ngôi nhà này đã không còn thuộc về các người nữa. Ủa gì kỳ vậy? Có thai mà mất sổ đỏ hả mình? Hả? Sao kỳ vậy? Có chữa mà mất sổ đỏ, trớt quớt rồi. Ủa mà anh ơi, bình tĩnh. Cái chuyện phải có lý do bình tĩnh. Anh không nên vội vàng quá vậy. Vội vàng cái gì? Tôi nói có sách, mách có chứng. Đây, tôi không cần biết cô là vợ nhỏ, bồ nhí gì, tôi không cần biết. Ê, ông đừng có nói bại nghe cho. Nói bại cái gì? Nên đi. Im để cho người ta nói. Sao ông chọt chọt vô là tôi chết lây nữa à? Anh nói tiếp đi. Không cần biết cô là vợ nhỏ bồ nhí gì hết, nhưng cách đây một tháng, có một cặp vợ chồng cầm sổ đỏ của ngôi nhà này đến công ty của chúng tôi cầm cố và hợp đồng ghi rõ, nếu sau một tháng không đóng đủ tiền thì quyền sở hữu ngôi nhà này sẽ thuộc về công ty chúng tôi. Một cặp vợ chồng? Đúng. Đến cầm sổ đỏ hả? Đúng. Ôi chết rồi, mèo mã gà đồng trên bọc trong dâu nè. Quánh nó đi. Ồ. Tại sao anh phản bội em? Anh có người đàn bà khác à? Không có, anh không có, anh chỉ có mình em ở Ly Du. Anh đúng là người đàn ông tham lam chính là anh. Người đừng nên nói nữa, anh hãy quyết định đi. Một là anh yêu mình em, lời làm xưa em bỏ qua, còn không hãy bước bên người ta. Bà đến đi bà. Bà hát nãy giờ không đã hả? Bà hát hoài vậy, hát bà hát mấy tiếng hồ đó, bà cũng tiếng hồ mà không sướng hả? Không. Hát gì mà hát quá hả? Hiếp em kìa. Hát mà làm cho hàng xóm phải ngồi chờ mấy tiếng hồ. Đào đương. Đúng rồi. La là đúng đó. Một lát tôi xử nhẹ cho. Nè, ông kia. Cái gì? Ông núa cái chuyện cũng phải có bàn chứng, cũng phải có nguyên nhân mới dẫn đến hậu quả. Đúng rồi đó. Cái gì cũng phải có lý do, không nên vội vàng quá vậy. Vội vàng hả? Đây, tôi có bằng chứng đây. Bằng chứng đâu? Em cua đi, anh là người trong sạch. Đưa tôi đọc cho, tôi là người ở giữa tôi đọc. Đúng không? Tôi là người ở giữa tôi đọc đúng không? Ông làm chứng đi, ông làm chứng với vợ chồng tôi. Tàng 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 phụng thiên thừa dẫn. Đi ra thôi đọc đi. Trời ơi. Làm cho nó vui, nó quên quánh mình. Bàn chứng đâu mà tôi mẹ má ở đồng, tôi cầm căn nhà này hồi mô. Bằng chứng đây. Bình tĩnh, anh bình tĩnh đi anh. Tôi tên là Trần Châu Đốc. Đúng không? Đúng, đúng. Và vợ đúng tôi tên là Nguyễn Trần Trọng Thủy Mỹ Châu. Trời đúng. Đúng không? Tên tôi đó. Trần Châu Đốc, nickname Romeo. Romeo, cho. Ở vậy hả? À, ở xã tôi kêu Romeo không à. Cái tên người ta xoan đặt thành con mèo luôn tào lô. Trọng Thủy Mỹ Châu, nickname Juliet. Đúng, chính xác. Chính xác. Hôm nay vợ chồng tôi đến đây cầm sổ đỏ của ngôi nhà này, nếu sau một tháng không trả đủ tiền thì quyền sở hữu của ngôi nhà này sẽ thuộc về công ty sổ chủ sở hữu sổ đỏ. Mày có học chữ không vậy? Không phải ba, mờ mày nó bị mờ. Mày bị đọc cái bảng đó không mà tao lên ruột à. Nó bị mờ. Tao không biết tao chết hả tao sống mà mày đọc lâu vậy hả? Nó in mờ. Đây mà địa chỉ, để yên người ta đọc đi. Thì đọc nhanh đi. Địa chỉ sổ đỏ 234-78 Cách Mạng Tháng 8. Đúng không? Ủa sao? Nhà tôi là 234-87 mà. Lộn không vậy? Ủa gì hả? Xin lỗi tôi lộn. Ủa vậy xong hả? Ba nội cho anh đi. Đồ cái thằng tào lao. Ba nội cha mày. Gia chủ nhà không chửi tao cũng chửi. Mà thay gia đình nó làm cái lên ruột à. Gia đình nó hạnh phúc đúng không? Hạnh phúc. Vô núa tùm bại tùm bọ. 234 bà tóm tóm bà chi. Tôi mời anh ra đây. Mày kinh thiệt. Tôi mời anh ra đây.
Chuyện của nó là nó lộn địa chỉ, còn tôi chắc chắn là không chứ. Ông có lộn gì không? Ông tôi đến đây để giải quyết cái chuyện trễ một tháng nữa hả? Nếu anh không đồng ý cái trễ một tháng đó mà anh không giải quyết, tôi sẽ quyết định cắt của anh. Hả? Cắt? Nghe, đừng có giỡn mặt nghe, tôi đưa ra pháp luật đó nghe. Xin lỗi anh, tôi không thưa anh thì thôi, anh không có cửa thưa tôi đâu. Ông làm như đứa là ông xúc phạm tới cơ thể bao đầy của tôi. Ai làm gì mà xúc phạm? Ông cắt rồi cắt cái gì? Ông tào lao, ông thiếu tiền điện tôi cắt điện chứ sao? Hả? Nhà này trễ một tháng tiền điện rồi. Ủa mình chưa đóng tiền điện hả mình? Đã trễ tiền điện thì nhân viên thu tiền điện của công ty điện người ta tới thu, mát mớ tới ông. Tôi là nhân viên thu tiền điện. Mẹt đồ gì mà tiền điện vậy? Không, đang đi chơi rồi, ông sếp ông biểu chạy đi luôn. Bà nội cho Ami nè. Bình tĩnh anh ơi. Cho Ami đứng lại. Trời ơi, sao chui vậy? Thôi mọi chuyện sáng tỏ hết rồi mình ơi. Làm em phe hú dí rồi mình. Mẹ bò đang hạnh phúc, tự nhiên đưa vô đồ cát. Cát ông nội mới hả? Bình tĩnh đi mình. Đứa cát, đứa tịch tu nhòa. Thôi em hiểu mình rồi, em tin mình. Ba cái nhòa cho mấy tịch tu. Mình nhà chi á, không hợp phong thủy. Anh hơi nóng tính, anh không nên vội vàng quá vậy. Em hiểu mà. Mình ơi. Rô mê ô đây. Ép đây. Chưa trả tiền điện nữa. Bà nội cho anh đi. Tiền điện cái gì nữa? Tét nhọt đi. Nó tét nhọt đi. Tao mày cho mày cứ quýnh nhật đây miết nữa mày. Juliet Romeo. Tất cả đã bị bao vây. Một phải bà nội cho mày. Trời ơi, tôi nói nhà cái bên ông ơi. Tiếp. Cái nhà gì đi trời. Thứ gì đâu. Chó đẻ. Romeo Juliet. Anh sẽ vì em lượm cho thằng bé. Em sẽ đưa con đến tận muôn đời. Rồi một nhà con ta sẽ lớn. Rồi một ngày con ta sẽ cưới. Rồi một ngày con ta sẽ đẻ. Đẻ một đốm cháu cho anh với em mộng trời. Vì em lộn thơ tình ơi. Anh sẽ còn mãi cái thành lâu đài. Đợi người một đêm trăng nở tới. Đợi chiều về hôn trên là tóc. Đợi một ngày ông doan đời mới. Đâu hai đứa chúng ta mà thôi. Tình đâu đã bị bao dây. Tất cả dọn nhà đi chú bác. Ở cái xóm này miếng mạch nhất đào của anh. Dọn nhà, ra dọn nhà giùm tôi đi mấy chỗ. Dạo này tôi cũng chuyển qua buôn bán, kinh doanh chút để kiếm thêm tiền. Trong những mặt hàng thường thường tôi bán là tôi bán các loại dầu ăn. Tôi bán rất nhiều loại dầu ăn của nhiều hãng khác nhau. Nhưng từ lúc tôi biết được dầu ăn Mezan, tôi lập tức tôi ngưng mua những cái dầu hãng khác. Mà chỉ bán độc nhất dầu ăn Mezan. Dầu ăn Mezan này tại sao? Tại vì rất là tốt cho sức khỏe của mọi người. Dầu ăn rất là cao cấp, gồm có dầu thực vật, dầu đậu nành, dầu mè thơm, rất tốt cho sức khỏe. Quý vị chắc không tin lời tôi nói chứ gì. Nếu quý vị không tin, quý vị cứ thử đi. Mua dầu Mezan về, có Mezan nấu mê ngay. Bây giờ để cho mừng cái kinh doanh tôi càng ngày càng phát đạt, quý vị có thể cùng tôi
hát một bài hát thật là sống động bằng cách ủng hộ, vỗ tay đều với tôi nha. 2, 3. Đều, go, 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 đi. Biên cương lá rơi thu hạ em ơi, đường dài mịt mùng anh không đến nơi. Mây nước buồn cơn lứa binh, hết cây truyền chung tình, khóc than điên em một mình. Ở bên người ấy em sẽ không buồn đâu, ở bên cạnh tôi em sẽ đâu tựa lừa. Trời đất ơi, cái thằng cha chích lùng là từ ngày tôi mở quán là trẻ dọn nhạc kê bên nhà tôi, ngày nào cũng hát ba cái nhạc tàu lao hết trơn rồi. Nè chích lùng, tôi ngày nào tôi cũng chửi ông không có lỗ tai ông nghe hả? Tao có cả hai tay nhưng mà tao giả bộ không nghe mày. Ông hát gì mà nghe được không chính? Ông hát gì hàng xóm nào chịu nổi hả? Chắc tôi phải dọn ở chỗ khác quá. Chỉ còn gần nhau một giây nữa thôi, một giây nữa thôi là hai giây rồi. Đó. Hát gì mà nghe được? Ông bước qua đây, bước qua đây nói chuyện cho tôi. Cái gì mà chửi tôi hoài vậy? Trời ơi, gì? Nhìn gì? Sao? Hình ông hả? Đừng có giỡn. Mặt ta đẹp quá mà. Mặt này trời ơi. Nè, bỏ qua, đừng có đụng vô cái đồ làm ăn của tôi nghe chưa? Ôi à, nãy giờ nghe đứng nói chuyện dầu thơm gì á hả? Dầu ăn cái dầu thơm gì? À, ai biết đâu. Tào lao. Nè, sao tại ngày ngày. Đúng không? Gì vậy? Trời đất ơi. Nè, thấy nói đúng không? Gặp cái là thấy chướng rồi. Chướng ông gì? Ăn mặc cái kỳ cục vậy hả? Ừ. Bằng quần tây, bỏ áo vô quần đàng hoàng. Quần sao chuyện săn lên vậy hả? Hả? Còn cái quần là kéo cao tới vú. Giỡn hả? Sao mắc cười quá? Mắc cười gì? Mỗi người một phong cách thời trang. Sao? Nè, ăn mặc vậy chứ ra đường ai gặp cũng kêu ô, fashionista. Ông coi lại mình đi nha. Tôi sao? Nói người khác là phải nhìn lại mình. Sao? Không có ông già nào sắp chết mà mặt hồng cánh sen. Bóng muộn màng hả? Nè nè nè, tôi không có giỡn với ông nha. Tại sao ngày nào cũng hát ba cái nhạc tào lao ở nhà tôi chứ? Nhạc gì nhạc tào lao? Hả? Cái nhạc của ông hát á, là nghe không có chiều sâu, hiểu chưa? Hát sao là nó sâu, xuống dưới hát cho nó sâu hả? Mỗi người một phong cách nhạc khác nhau, mỗi người một thể loại. Mình già nhưng mà tâm hồn mình trẻ trung. Mình hát nhạc trẻ cho chi? Cho nó phơi phới, nó trẻ trung, cho nó mơn mởn. Già mà hát nhạc già riết ở mặt trải xệ, thấy không? Y, sao trùng hợp vậy? Nè, không giỡn nha. Hát như tôi á là phải hát những cái bài hát, hát lên ai cũng biết. Võ Đông Sơn Bạch Tu Hà, Lương Sơn Bá Trúc Anh Đài, chuyện tình Lan và Điệp, những cuộc tình bất hủ, hát lên ai nghe đều biết. Võ Đông Sơ, Bạch Tu Hà giờ cũng chia tay. Sao? Lương Sơn Bá Trúc Anh Đài giờ cũng chia tay. À. Lan và Điệp giờ cũng đi tu. À. Chỉ có nhà của tôi. Trăng trăng uống cà phê, tối tôi uống cà phê, gặp nhau cả ngày. Trời ơi, còn vỗ tay chọc. Ông được, ông đường nước làm lên. Nè nè, tôi nói cho ông biết. Sẵn ông bước qua nhà tôi bữa nay nha. Tôi sẽ cho ông biết thế nào là nhạc có chiều sâu. Được chưa? Đứng yên đó. Làm gì vậy? Đây. Sao vậy? Có chuẩn bị đầy đủ hết trơn rồi đó. Ừ. Cái gì vậy? Đứng đó là biết. Thấy chưa? Già mà chướng. Cái gì chướng? Đang nói chuyện tự nhiên xách nhạc cụ ra. Sao? Khè thiên hạ. Có khè gì? Mắc mới gì đang nói chuyện xách cái đàn piano ra đây. Trời ơi. Cái này mà ông kêu là piano hả ông Chính? Chứ vậy. Mắt ông để đâu vậy Chính? Thấy chưa? Hả? Mới nói một chớp là dính. Sao? Piano là nó nằm đằng kia, người ta ngồi đây nè. Ờ. Người ta gõ xuống là piano. Ờ. Cái này là violon. Cái này là đời mới nghe. Còn đời cũ là nó có cái cây cà 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 vô đây nữa. Trời ơi, yếu mà ra gió, núp trong xó cho đỡ xui. Đúng rồi. Núp trong gió, được rồi, ông cứ đứng yên đó nha. Để nghe cái nhạc của tôi có chiều sâu là như thế nào. Nghe gì vậy? Già móc dữ hơn. Nghe nào cũng móc mà. Chà. Già mà ngày nào cũng còn sức móc hơn. Nè nè nè. Ông phải nói cho đàng hoàng, ông phải nói là ngày nào tôi cũng móc đàn guitar nha. Ông nói ông ngưng ngang vậy ta hiểu lầm. Thì ý tôi là ngày nào ông cũng móc guitar chứ giờ ông già rồi không móc cái gì, không lẽ móc ống cống.
Thôi im đi. Nghe tao hát nhạc có chiều sâu nè. Hát đi rồi phân tích cho hiểu nha. Màn đêm đã buông dần, đèn hiu hắt phố quanh, nhớ em anh muốn thét lên. Hát cái nhạc vi phạm pháp luật. Nhạc gì mà vi phạm pháp luật? Ban đêm người ta nhớ nhau người ta lên Facebook à. Người ta lên WeChat, thấy không? Người ta lên điện thoại, người ta nhắn tin cho nhau. Nghĩ sao ban đêm đèn hiu hắt cô quạnh, nhớ em anh thét lên trong đêm dài, cho cô ăn phường ập vô bắt lên phường hả? Vi phạm pháp luật. Ông Chính ơi, cái này là tôi chỉ nghĩ thôi chứ tôi đâu có phải tôi thét lên giữa đêm dài đâu. Nghĩ là đã phạm pháp ở trong suy nghĩ chưa? Ban đêm người ta nhớ nhau, người ta lên Viber nè, WeChat nè, Yahoo nè, Zalo nè. Zalo mà kêu Yahoo. Ta nhắn tin cho nhau, nghĩ sao thét lên trong đêm dài, con phường ập vô bắt lên phường, rồi đóng 300 ngàn thì ngu. Ừ. Đóng xong bị chửi nó, ôi, Zbun. Là gì? Ngu như bò. Zbun mà ngu như bò. Cái trình độ. Zbun là bò hút. Thôi được rồi rồi. Nó con bò là nó hút à? À, ông nói hay quá. Nhớ ông hát cái đoạn này, ông hát sao? Trước khi hát là phải phân tích âm nhạc là gì? Sao? Mình phải hiểu nó. Ừ. Mình phải hiểu nó, mình phải đem cái cảm xúc đó mình truyền vô trong lòng mình, truyền cho khán giả được, hiểu không? Cha này chắc chắn bị trĩ. Nói chuyện mà cảm xúc truyền. Ông làm gì vậy? Ông làm gì vậy? Sao lá tôi? Nói chuyện không có văn hóa. Sao? Mình nói chuyện phải cho có tính thẩm mỹ. Cuộc sống là phải có tính thẩm mỹ xung quanh. Nói cho nó nhẹ nhàng, ví dụ cũng một câu nói mà mình nói cái nó tinh tế liền. Thằng cha này hình như chả dư cục thịt. Tinh tế liền. Tinh tế con khỉ. Ông nói nghe còn gớm hơn tôi. Ông ơi. Lao. Bà nghĩ gì mà bà cười ha hả vậy bà nội? Ông ơi, đừng có nói nhiều đi ông. Con người tôi nó nhiều thịt, thấy không? À. Móc. Là phải hiểu âm nhạc trước, hiểu cái không gian và thời gian xảy ra cuộc tình đó. Hiểu rồi. Nha. Rồi. Móc. Gì vậy? Tôi chuẩn bị hát bắt khịa sao mà hát? Sao? Cái gì? Bắt khinh bỉ, chuẩn bị hát. Hàng xóm mong thiệt kỳ quá. Thần móc. Lắm đó nha. Móc. Thần lắm đó, đừng giỡn. Biết rồi. Móc đi, móc bắt đi, chấp đi, hết. Rồi. Đêm là nó phải rùng rợn. Biết rồi. Hát phải hiểu. Hiểu. Hát phải hiểu. Đèn hiu hắt cô hồn. Cái gì vậy? Quạnh. Nhớ em. Bậy rồi. Bậy gì? Lớn rồi. Trưởng thành hết rồi. Sao? Trời ơi, cứu quăng bom rồi chui xuống hầm vậy. Vô duyên. Mới nghe, tôi mới nghe tiếng bom. Thôi đừng có xạo ông ơi, tôi thấy ông thấy ghét của tôi vuốt xị cái đờn. Cái đờn nó keo quá hả? Hả? Chà. Cây đờn 2D ha. 2D gì? Vừa có âm thanh vừa có mùi. Ghê. Ngày mai qua nhà cho mượn cây đờn 3D. Là gì? Vừa có âm thanh vừa có mùi vừa có hiện vật. Cái gì? Hát thì giỡn hoài. Móc. Ừ. Màn đêm đã buông xa.
dần đến hiu hắt. Cô anh nhớ em, nhớ em. Anh thút thít. Cái gì có thút thít trong này đó cha nội? Cái ban tình cảm nó thút thít là sao? Thì ban đêm nhớ nhau thút thít chứ không lẽ thét là công an phường ập vô sao? Ôi, hét nhẹ rồi nó vẫn sửa lời. Bà bỏ đi, bỏ cái loại này đi. Bây giờ tôi chuyển qua cái loại khác, nhẹ nhàng tình cảm mà không thiếu phần hay. Nhạc rumba tử tình. Ba má gì cũng chơi hết. Thôi em hãy đi về, vĩnh biệt kể từ đây. Thôi nín đi, nín nghỉ. Sao ông cứ nghỉ hoài vậy? Hát nhạc mà nó không phù hợp với thực tế. Sao không thực tế? Âm nhạc là nó phải gắn liền với đời sống của loài người. Ông hát nhạc loài gì đâu mà. Loài gì? Sao? Thời buổi bây giờ hết yêu nhau. Ok là phải nói như thế này. Em còn yêu anh không? Hết với anh. Anh còn yêu em không? Hết với em. Ok em về đi, anh không đòi quà. Xong. Trời đất ơi. Làm như cái chuyện mà thôi em hãy đi quê, quýnh biệt kề từ đây. Hát xong mày đó lẳng nhỏ về tới Hà Nội rồi. Được rồi, ông muốn cái loại mà hát thì có thực tế thấy liền đúng không? Thực tế có liền. Em sẽ đi thư tình tôi đã viết. Em sẽ đi những gì anh đã trao. Em sẽ đi bôi xóa đi một đoạn tình, xô ngã đi một đoạn đời mình đã lỡ trao nhau. Em sẽ đi cài quần, anh sẽ rách. Em không sẽ đâu cài quần, vẫn còn nguyên. Em sẽ đi sẽ thấy quần ở trong nó xanh lè. Cái gì vậy? Trời đất ơi, cái bài người ta đang tình cảm nhẹ nhàng, ông đưa ba cái áo quần ông vô làm cái gì? Ông chính hả? Ông giỡn hả? Không có tình yêu nào mà giả mang rợ gì hết. Sao? Làm cho có yêu nhau mà khiến nhau nghèo nàn vậy? Sao? Em xé đi mà đưa nó xé hoài. Nó xé một lần là ồ, bye bye, anh về với mẹ anh liền. Tàn nhẫn trong tình cảm. Nè, tôi nói thiệt với anh nha. Nè, hồi nãy giờ anh bước vào nhà tôi không hát cái bài nào mà cho đàng hoàng tử tế. Muốn đàng hoàng hả? Nè, mà tôi nói thiệt, ngồi ở không rồi ngồi nhậu cải biên những cái lời hát như anh đó, nó ảnh hưởng cả một cái thế hệ trẻ sau này. Ảnh hưởng gì? Con bà Tám. Bà Tám sao? Hôm qua tôi nghe nhà bà chơi nó ra, nó nói với tôi: bác ơi, hôm bữa bác chính lùng bác chỉ con bài hát nhạc thiếu nhi ngộ lắm. Cái bài hát nó nói về con chim mà nó có dính chút người lớn. Tôi nghe tôi nghe thôi, ủa cái bài gì kỳ vậy con? Ông nghe nó hát nè. Có con chim dành khuyên đừng thích, con chim dành khuyên cái hẹn hò đi chơi, ba tháng sau có bầu. Cái gì? Ông chỉ đó ra mới hát vậy chứ con nít nào mà biết bài đó. Gì? Vải. Cứng họng rồi phải không? Vải. Vải là gì? Hát cái nhạc gì tào lao vậy? Chim mà ba tháng có bầu. Hát là phải hiểu nhạc, phải âm nhạc là phải đi đối với thực tế cuộc sống đang xảy ra. Sao? Móc. Có con chim vành khuyên mập, dáng trông thật vũ công quá, mặt thẹo đầu đinh đánh chết cha xóm làng. Chim đập bát chào mau bầm tím, chim đập cô trơn ca bầm đen, chim đập chị sao nâu bầm dập. Có con chim mình khuyên mập, dáng trông thật vũ con quá, mập mập dê dê giống như ông chỉ tài. Rồi cái gì?
Ông đang nói tầm mấy tầm mặt. Nè nè nè. Ông Chí Tài ông về nào ông nội. Hả? Hả? Đừng hỏi, tiếng vỗ tay để nói lên tất cả. Không. Kìa, có người chỉ kìa. Đây, hãy cho thưởng thức bằng chứng. Người đàn ông không bao giờ dê. Đây một dùi. Không bao giờ dê, tội dễ thương. Ăn không được, ngủ không được. Mỗi lần gặp là than. Hổng dài sao anh ăn không được, ngủ không được. Vậy em qua anh mấy giờ mới dậy? 9 giờ sáng. Ngủ thì mấy giờ? 6 giờ sáng hả? Không, 9 giờ tối hôm trước. Ăn được, ngủ được. Nè, gặp gái là nhai luôn xương hả? Thôi cha, nó bậy bạ luôn. Nè, sao tại sao ông qua nhà tôi hồi nãy giờ ông không hát bài nào đàng hoàng nghiêm chỉnh? Hát bài nào đàng hoàng tử tế tôi nghe đi. Sao nãy giờ không yêu cầu? Rồi, yêu cầu. Hát theo yêu cầu người hâm mộ. Rồi. Đừng có hâm dọa là nghỉ hát. Rồi. Tôi hát bài này mà Đàm Vĩnh Hưng còn kêu bằng ông nội mà. Rồi, bài gì? Xì lo dốc móc. Rồi. Anh nói sẽ đưa em đi hết đoạn đường, mà sao không đưa được lại nhờ xe ôm. Cái gì vậy cha? Đưa có câu đầu đàng hoàng, có sao tàu lao. Như xe ôm là gì trong? Hay đưa không được là nhờ người khác đưa 50k chứ mấy. Thôi, hát đàng hoàng giùm tôi với anh Chính nghe. Hát đàng hoàng là phải hát quê hương chữ tình. Bị sao? Bị nhạc quê hương chữ tình là cái nhạc nó đi vào lòng người rồi. Nó đúng vô trong máu rồi. Đúng. Đâu phải ai cũng hát được. À. Hát là phải hiểu hai chữ quê hương. À. Quê hương là gì? Là cái gì? Quê hương là chùm khế ngọt. À. Trên đọt có trái khế chua. À. Bắt đầu tào lao rồi đó. Hay đúng không? Cái cây khế nào cũng có trái chua trái ngọt, cái ngọt 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 có lâu lọt giọt mấy trái chua. Thôi được rồi, thôi khỏi giải thích, khỏi nói nữa. Móc. Nữa. Đang diễn tả cảm xúc một người đi xa quê hương về thấy quê hương thay đổi. Sao thay đổi quá vậy? Được rồi, tôi quên. Tôi hiểu lầm rồi, rồi tao làm lại đi. Làm tuột cảm xúc. Rồi, lại. Móc again. Những tháng ngày anh đã lạc mất em trong cuộc đời, có những dĩ vãng đã đưa ta về những miền xa xôi ngày đó. Anh biết bây giờ anh không đến được với em, không phải vì anh không yêu em, không phải vì anh không nhớ em, mà bởi vì nhà anh nước ngập. Thì đang mùi mẫn đường nước ngập phải làm gì em nậu? Nhà đầm sen chiều cường lên ngập đi lắm. Bỏ đi. Anh không đến được với em, không phải vì anh không yêu em, không phải vì anh không nhớ em. Rất tiếc, xe của anh đã bị công an giam. Cái gì chạy nổi? Anh không đến được với em, không phải vì anh không nhớ em, không phải vì anh không yêu em, mà bởi vì đó là định mệnh. Em dấu yêu ơi, anh đang quay về một năm xa vắng. Anh sẽ đưa em đi tìm một giấc mơ buồn. 10 năm đợi chờ phải không em? 10 năm hẹn hò chiều trong tim. Ta sẽ bên nhau, ta dắt nhau đi về chốn thiên đường. Bóng chiều ngã trên lưng đồi cỏ non.
bóng chiều ngã trên lưng đồi có non, và đây là dòng sóng xanh tim biếc bên ly nương dâu ngả nghiêng hàng dừa, và đây là dòng sóng xanh tim biếc ta sẽ yêu nhau, ta sẽ bên nhau như ngày âu thơ. Công nhận anh hát cái này rất hay, biết kết hợp đông tây rồi được hòa hợp, tôi thích. Nhất là có đoạn chót là như ngày âu thơ hốt bạc. Đấy. Hay hay hay. 3 tháng trời. Nhìn đơn giản như 3 tháng trời. Dữ vậy. Hồi xưa đó, trước 3 tháng á là cứ như ngày âu thơ là hốt hạt cái đùi không. À. Hồi xưa là cứ Thủ Đức, Bình Thạnh, Thủ Đức, Bình Thạnh, 3 tháng sau vô tới Sở Thú luôn. Có đợt vô bệnh viện luôn. Sao vậy? Hốt lố tai. Vô bác sĩ chửi quá trời. Sao? Trời ơi, cái gì bầm tím vậy? À. 3 tháng điều trị bác sĩ vô phòng chửi lần nữa. Đi về đi. Hỏi sao vậy bác sĩ? Nó đã chuyển sang màu hạt vàng. Trời ơi. Ông gì? Có nè. Hát cái loại này hay nè. Còn mấy cái bài mà mỗi ngày ông hát vọng vọng ở nhà tôi, mấy cái bài gì đó, cái nhạc gì hip hop gì đó, tôi không ưa. Đó là nhạc Lề Đường. Đường phố. Rồi có chữ đường được rồi. Lề Đường. Đó... Hip hop là quan trọng là cái nhìn mấy đứa hip hop mình phải phân tích. Nhìn mình phân tích, hip hop là không bao giờ đứng im hát. Nãy giờ mình đứng im mình hát đúng không? Đúng rồi. Hip hop lúc nào cũng phải nhảy, nhoi nhoi vậy. Đi hip hop nó nhoi dữ lắm. Sao vậy? Chắc mà cha. Gì? Có lý do hết á, cha. Là nó nhảy nhảy giống như con kiến chui đâu đó. Mà khi con kiến mà chui vô là nó phải nhảy dữ. Nhảy. Con kiến sợ quá, hoảng loạn chạy, gặm kiến chúa sợ quá chạy ra. Thầu lao. Nhìn nè, nhìn mấy đứa hip hop á. Sao? Đứa nào hát nhạc hip hop mà nhảy vậy à. Là con kiến hôi chui vô. Ồ. Bị con kiến hôi chui vô nó không có cắn à. Nó hôi thôi. Nó chui vô gặm kiến chúa hôi quá nó sợ nó chui ra. Thấy không? Còn mấy thằng nào nhảy vậy? Là sao? Là con kiến lửa chui vô. Đặc biệt thấy thằng nào hip hop mà đứng im hát. Là gì? Con bò cạp chui vô. Biển bò cạp chui vô mà mình nhoi là nó múc con kiến chúa liền. Thấy không? Nhiều vấn đề lắm. Ông kể gì ai dám đi học hip hop đâu rồi. Nhiều vấn đề lắm. Ôi. Đừng dở rồi. Đây nè, bây giờ đó, ông hát một cái bài nhạc hip hop đi, rồi tôi phân tích cái hay cái dở chỗ nào cho ông nghe. Dạ, dạ. Hip hop là nó phải có nó phải có giống như là cái không hiểu cái tiếng cái nghĩa gì mà ngọt thọt gì đó. Rồi tôi thử làm nha. Dạ. Bắt đầu. Vô. Bà nội cha nhà nước ngập đây gặp mưa phùn nữa. Mưa phùn gì? Phùn như rồng phùn mưa vậy cha. Nếu muốn cái tiếng đó thì phải vậy chứ sao ông nội? Ém lời. À ém. Gì phải có giới hạn chứ. À. Đó, vô. Nhanh lên, kịch tính, âm nhạc là phải có kịch tính. Ông khùng hả ông nội? Luôn ai biết đâu thấy táp quá để cho táp. Bà nội cha nghệ sĩ mà táp như cá là hang táp thịt bò chứ. Táp. Hên quăng cục nó muốn cho táp hả gì vậy? Dính cục nó muốn. Hang không hang thì nó làm hoài. Táp nó tế nhị, hiểu không? Táp. Rồi. Vô. Táp. Đó. Em đi với anh thì cả thế giới này thuộc về em. Em muốn gì thì anh cũng có. Em muốn cái gì anh cho cái đó. Em muốn du lịch sang Mỹ, anh sẽ cho phi cơ tới rước. Em muốn gặp Trần Quán Hy, anh sẽ cho em gặp Minh Nhí. Gì ông nội? Cái gì Minh Nhí trong này đó? Hả? Chứ ông kia ông ở xa quá. Ông Minh Nhí tôi quen, ông ở đây nè. Ông ơi, nãy giờ tôi nói thiệt, tôi đờn cho anh hát thiệt tình. Tôi hát cho anh nghe cũng thiệt tình, mà ông hát cho tôi không có thiệt tình. Đứng một chỗ hát mà là nhạc hip hop
Mỗi ngày tôi dán cửa sổ tôi nhìn tôi thấy ông nhâu như con dầu chứ ông không có đứng yên gì đâu nha. Ông nhảy nhảy cái gì mà ông nhào lộn dữ dội lắm đó. Cái đó kêu bà cái gì? Ke. Ke hả? Ke. Đâu ông ke đi. Vậy tôi mới chịu nha. Móc. Tắp. Thằng nhảy vậy nội. Thấy táp tươi mới để cho táp. Thôi đừng có giỡn. Vô. Quả rồi. Tôi chưa té mà ông bu da hàng gì xui té luôn nè. Hả? Đỡ lên cho. Đỡ. Ai? Đấy, cái gì? Sao? Sao? Đang đạp con kiến chúa. Con kiến. Cứ vậy lên mình đi. Sao mấy ký không đạp? Đạp ngay chỗ có hai lạng mấy. Đi không nổi luôn á. Tôi vừa ông. Giỡn hoài. Nè nè. Có đau lắm không? Không sao đâu. Bữa sau xài dép lào cho nó láng ở dưới nha. Xài dép có gân luôn kìa. Nè, bữa nay anh qua nhà tôi. Tôi cũng hiểu anh, anh cũng hiểu tôi rồi. Mình hết giận nhau gây lộn rồi phải không? Nhà tôi với anh hát một bài giao hữu được không? Bài thì ai anh cũng biết mà. Bài này mình có táp không? Hát bài kiến chúa đi. Rồi bỏ đi. Anh xin thề anh sẽ yêu mãi thôi, yêu em nồng say suốt đời. Anh number one, đẹp trai dễ thương. Gì vậy? Gì vậy? À, không có bầu mắc ói quá. Và con tim sao nè? Rất trung tình. Vô nè. Yo. Để mới vô đó. Anh xin thề anh sẽ yêu mãi thôi, yêu em nồng say suốt đời. Anh number one đẹp trai dễ thương. Và con tim rất chung tình. Gặp nhau đêm nay và dường như bao lâu tình yêu đôi ta đã trao. Mình yêu nhau đi đừng ngay chi em ơi, yêu anh nhé. Người anh yêu ơi, em có nghe trong tim bao tiếng yêu vang lên. I love you. Hey, I love you. Trời ơi, khổ ghê vậy thiệt. Ta đang làm quản lý nhà hàng tự nhiên giờ đứng ra ngoắt khách giống quỷ ghê. Khác cái là mấy đứa kia nó đứng ngoài đường rồi tôi đứng trong quán thôi đó. Rảnh ghê vậy thiệt. Trời đất ơi. Trang phục sang trọng. Thôi đúng rồi. Chê. Chị. Ra đây chị. Ra đây chị.
Dạ. Em mời chị An cái bàn tọa. À, là An tọa đó phải không? Dạ đúng rồi, mời chị. Em rước chị vô kiểu này, chị có cảm giác chị giống như là hoàng trâu cách cách vậy đó. Dạ. Còn em giống như là thái giám. Chị thật là có duyên. Em vừa thấy chị từ xa là em thấy chị thân thiện liền. Chị mặc cái bộ đồ này, em nhìn là biết chị ở đâu rồi đó nha. Nếu tiếc em thì anh hãy nói với ai nè. Chị ở bên Lào phải không? Phải công nhận á, là cái gu thời trang với âm nhạc của em nó đạt mức siêu đẳng luôn á nha. Dạ. Em hát nguyên một bài Cô Gái Trung Hoa. Cái em hỏi chị phải bên Lào quá không? Xin lỗi em, chị đến từ Thái Lan. Ồ, dạ chị là người Thái Lan hả chị? Dạ em đâu có biết. Dạ chị, dạ em nói là chị nghe là em là quay quần quán. Quán của em có bán rất là nhiều thức ăn, rất là ngon, rất là hấp dẫn nha chị. Từ Tây sang Ta, từ Đông sang Tây, từ Lào sang Á, từ Châu sang Mỹ. Nói chung là em có biết em nói cái gì đó. Nhưng mà nói chung là nhiều món lắm, chị ăn món nào chị? Cuộc đời này nó bất công lắm em à. Không, không, em đang tư vấn chị đồ ăn á chị. Em hiểu là cuộc đời nó bất công rồi, nhưng mà ý là em nói vậy nè, quán em có bán nhiều đồ ăn lắm ha. Nhiều cái loại đồ ăn, có như là trên rừng có, dưới biển có, giống như là hải sản là cũng có hải sản, tôm cua cá ha. Hay là lâm sản cũng có lâm sản, rồi đặc sản cũng có đặc sản. Bây giờ chị muốn ăn cái gì? Đàn ông là như vậy đó. Em hiểu, em là đàn ông em hiểu mà. Em hiểu em như thế nào mà. Nhưng mà chị có biết em đang nói gì không? Chị biết chứ. Chị có nghe em nói không? Chị nghe chứ. Mà chị hiểu em nói gì đúng không? Chị hiểu mà. Đó, thì bây giờ em đang tư vấn chị nè. Em nói là quán em có rất là nhiều đồ ăn đúng không? Đặc sản có, hải sản có, lâm sản có. Chị ăn cái gì nè? Phụ nữ lúc nào cũng là người chịu thiệt thòi em à. Không chị, bây giờ mình phải làm rõ chút xíu. Chị hiểu không? Mình phải làm rõ cái chuyện này xíu. Chị đây là quán ăn. Chị hiểu. Đây là quán ăn. Đúng. Chị có vô quán ăn đúng không? Đúng. Đó, chị, em là gì chị biết? Phục vụ. Em là phục vụ đúng không? Đây là chị đã quán ăn đúng không? Mình vô quán ăn thì mình phải ăn uống đúng không chị? Đó, bây giờ chị muốn ăn cái gì? Cuộc đời này nó bất công lắm em à. Cái câu này nãy em nghe rồi. Nhưng mà bây giờ em nói một lần cuối nè. Đây là cái quán của em. Mấy tháng nay em chưa có khách chị hiểu không? Chị sáng hiểu. Em mới tiếp một thằng cô hồn ở đầu đốt quán em là em sợ lắm rồi. Bây giờ chị vô đây là chị vô quán ăn đúng không? Đúng. Chị có ý thức được chị đang ngồi trong quán ăn không? Chị hiểu mà. Em là ai? Phục vụ. Đúng rồi, đây là đâu? Quán ăn. Đúng không? Chị ăn thì mình phải ăn đúng không? Đúng. Đợi chị ăn cái gì? Đàn ông là như vậy đó em. Bây giờ bà muốn cái gì bà nói đây? Phụ nữ lúc nào cũng là người chịu thiệt thòi. Tôi biết không, phụ nữ là chịu thiệt thòi rồi. Bà từ nãy giờ một câu chuyện mà có ba câu bà nói đi nói lại hoài. Tôi không biết cái chuyện gì đang xảy ra với bà. Bây giờ tôi hỏi bà tóm lại một câu ngắn gọn là bà muốn cái gì? Chị muốn uống. Thà như vậy đi chị. Trời ơi, chị nói em nghe, chị muốn uống vậy đi. Chị uống cái gì chị? Em cho chị một ly cam giác. Đó, vậy đi. Trời, tôi nói đơn giản thôi. Em thích chị nói. Nè. Dạ. Cam tươi giác nha em. Dạ. Trái cam lựa tròn ngọt nha. Cam chín cay nha em. Vì sao? Đó là món uống ưa thích của chị. Chị hồi nào đến giờ chị rất là trung thành với lại cái gu ẩm thực của chị. Dạ. Em biết không, từ nhỏ lúc 2 tuổi chị đã uống nước chanh rồi. Ừ, nên lớn lên chị chỉ uống nước cam thôi. Em hiểu là tại sao chị đeo cái nơ như vậy rồi đó nha. Để chút xíu giờ em pha nước cam cho chị nha. Thích chị ghê. Cam tới rồi, cam tới rồi. Không có tiền là không có cam. Làm ơn đừng bao giờ nói với em nghe là chị còn 3.000 nha. Không, tiền thì chị nhiều lắm. Cảm ơn chị, em yên tâm rồi, có tiền là em vui rồi. Nước cam đó em dắt đúng như thế cả. Gì vậy chị? Ủa chị tự nhiên không uống rồi, bỏ gì vô mà nó sủi thế ghê vậy? Em biết không? Dạ. Đây là món uống ưa thích của chị. Đúng rồi, em biết mà. Dạ, có lẽ đây là lần cuối cùng chị uống món uống này. Gì vậy trời? Ủa chị tự nhiên vô uống thì lần cuối cùng là sao? Giờ chị muốn cái gì? Cái đó là cái gì vậy? Thuốc độc. Trời ơi, sao uống nước cam tự nhiên liền thuốc độc vô là sao? Bây giờ chị muốn cái gì? Chị muốn chết. Rồi nữa rồi, tới nữa rồi. Trời ơi, sáng giờ cái gì được không? Trời ơi, cái gì vậy bà ngoại? Bà muốn chết, bà đi đâu rồi? Mà vô đây làm chi vậy bà ngoại? Cái gì vậy?
Bây giờ cái chuyện gì xảy ra với chị? Cuộc đời nó bất công lắm em. Tôi biết cuộc đời nó bất công rồi, đàn ông nó là như vậy phải không? Phụ nữ lúc nào cũng thiệt thòi đúng không? Trời ơi, nguyên câu chuyện mà có 3 câu mà tôi thuộc là bà nội ơi. Bây giờ bà muốn cái gì? Chị muốn chết. Không có uống nha, tôi có giỡn mặt bà chết, bà đi vô người khác chết nè. Bà uống ở đây. Ê! Để cho chị chết em à. Em để cho chị chết. Để em nói. Đàn ông nó là như vậy đó. Không có đàn ông như vậy. Phụ nữ lúc nào cũng là người chịu thiệt thòi em à. Tôi không giỡn nha. Để chị, để chị. Tôi giỡn mặt bà. Tôi nổi điên nè. Tôi giỡn mặt với bà hả? Muốn chết đi đâu, chỗ khác chết đi, tự nhiên cái quán người ta đã ế rồi. Cuộc chết này thì ám luôn cái quán này cho khỏi bán hả? Muốn cái gì hả? Tự nhiên sáng sớm vô đầu chết là sao, bây giờ muốn cái gì hả? Bực mình muốn chết rồi hả? Hả? Nói chuyện mà khác nữa cũng chết à? Quá bực. Ờ, chúc mừng em. Em đã uống ly thuốc độc của chị. Trời ơi, bà ngoại đeo nơ. Trời ơi, trước khi bà đi bà cũng kéo theo đồng bọn nữa hả? Trời ơi, tôi kêu đồng bọn bà ra, bà còn bạn nhiều lắm. Bà chủ ơi, bà chủ. Ai ơi, bà chủ ơi, chết tôi rồi, bà chủ ơi. Bà chủ ơi. Thưa quý khách, nhà hàng của em theo phong cách phục vụ được phăng xe thủ đô của Brazil xin trân trọng kính chào quý khách. Ồ em, ai mà lố hơn chị vậy em? À, bà chủ em ấy chị. Mà em thì có tao kiếp khách à. Dạ thưa chị, chuyện gì đã xảy ra mà chị không hài lòng vậy chị? À, cái vấn đề là tôi kêu à, ly nước. À, em biết rồi, vấn đề là chị kêu ly nước cam. Đúng. Nhưng mà nó làm không uống đúng ý chị, cho nên chị giận, chị hờ, chị trách chứ gì. Dạ thưa chị, như cái ly nước cam này đó. Dạ, nó... cam giác. Dạ, quán em lúc nào cũng bán cam giác. Cam giác chứ tụi em không bao giờ là lấy nước ngọt bỏ làm nước cam giác đâu chị à. Cái vấn đề nó ở cái chỗ. Vấn đề là ở chỗ là có lẽ là cái thằng này nó làm không đúng ý chị. Dạ thôi, thì để em nếm thử. Dạ, em nếm thử cho chị coi. À, đừng. Mày im. Ồ, cam hơi đắng. Nhưng mà chị à, có lẽ là cam để lâu ngày nó hơi héo. Mà nó dắt mạnh tay cho nên nó hơi ra cái chất đắng. Thôi nhưng ý tôi à, muốn nói em là... biết rồi. Đừng. Ý chị muốn nói là em đã lỡ uống rồi. Mà khách không uống, mà chủ quán uống vậy rồi thì em xin tạ lỗi chị. Em sẽ uống hết ly này. Rồi sau đó em sẽ kêu nhân viên của em sẽ đem ra một ly nước cam và em tự tay em dắt trước mặt chị cho mày. Mày em, mày thấy chưa? Mày dắt nước cam như thế nào? Để cho người ta la. Dạ em xin lỗi chị. Dạ. Ý của tôi là em sẽ uống hết. Dạ đây. Đừng, nào nghe. Uống đi. Nó hơi đắng nhưng em sẽ uống hết để tạ lỗi với chị. Thôi uống đi chị. Chị đừng nhìn em bằng ánh mắt đó, em xin lỗi chị mà. Còn chứ, hút cho lẹ đi nè con. Uống đi, ráng đi, cái nước cam ngon lắm. Ừ. Le français, bonjour, bonsoir, à c'est très vous. Em đã uống hết ly nước cam rồi. Hay quá, chúc mừng chị đã vừa uống hết một ly thuốc độc. Dạ, cái ly nước cam này là của em kêu. Mà hồi nãy em có bỏ viên thuốc độc vô trong đó vì em muốn tự tử. Mà chị uống hết rồi đó. Tôi là tôi tính chết thôi. Mà ai ngờ chị với lại thằng này lanh quá. Dành luôn cái chết của tôi à. Thôi, tôi về nha. Em à, có lẽ là hôm nay cái chết của chị nó không có thành. Ha, vậy thôi, bye bye hai người nha. Cho mình xin cái giỏ. Trời, sao bà giả tâm mà bà tỉnh bơ. À, thôi trước khi đi chị cũng báo tin vui với hai người. Dạ. Thật ra cái viên thuốc hồi nãy là viên thuốc chống cảm thôi. À. Hôm qua chị bị mắc mưa đó, nên chị tính là uống một viên C cho nó giải cảm rồi chị mới chết sau. Ha. Thôi hai người đừng có lo nữa, chị đi nha. À. Không có vấn đề gì đâu ha. Em có đưa chị ra không? Đàn ông lúc nào cũng vậy á. À. Phụ nữ lúc nào cũng thiệt thòi. Đi mẹ đi má. Cuộc hay bà đã tôi đập bà hả? Con điên. Mày chết rồi có đầu tư quá ha, mày giải cảm rồi mày mới chết hả mày? Con điên. Mày mới điên. Trời ơi bà nội ơi. Mày nghĩ sao em vậy? Xin lỗi chị, em xin lỗi chị. Rủi mà hồi nãy là một ly nước độc thiệt thì còn gì là đời tao nữa hả? Cái tại chị không á, chị uống em cản chị rồi chị kêu em nín. Em mở miệng ra chị kêu em nín, chị không cho em nói mà. Ít ra là mày mới biết khách hàng nó thuộc loại gì. Mày để nhìn cặp mắt của nó. Chị mắc cười quá chị nói là. Mày biết cặp mắt của nó là cặp mắt không bình thường. Cặp mắt muốn chết mà tại sao mày rước nó vô đây. Cũng ai mày... chị kêu em. Bây giờ mày nghe lời tao. Mày không ra ngoài đó mày nắm những người khách có những cặp mắt đó nữa. Phải lựa những người nào có cặp mắt thân thiện. Mà thôi mày đừng lựa nữa, mày đứng tại chỗ cho tao. Khi nào khách vô tận đây rồi thì mày mới rước vô. Dạ. Mày đừng để cho tao phải lên tiếng một lần nữa mày biết chưa? Dạ, được phân xe vô thay đồ. Được phân xe. Mong chưa?